Ăn đi. Ăn chưa? Vi ăn chưa? Vi không. Đâu? Vi có không? Có. Vi mượn nhá. À. Gơ rum Vi nhá. Vi ăn không chưa? Ăn đi, ăn đi. Vi ăn chưa? Vi ăn rồi. Nào. Điêu. Nè, Miêu. Cream. Ai mua đấy? Nè. Who buy? Vi. Tớ. Mọi người đang bảo mua này. Mọi người có một bánh. Bánh có bánh chứ. Linh make up cho Vi nhá. Dạ. Yeah. Ok. Không thể kể. Make up. Yeah, nha, yeah. Make up Vi. Nhưng mà lấy cái này đã, lấy cái này. Đây, đây. Yeah, go zoom Vi nha. Vi, go zoom. Ok, để một tí nha. Ok. Để một tí Để một tí, Vi hôn nước nhá. Sợ mà. Anh đặt ăn chưa? Không biết Vi. Có mua đi đặt à? Không. Vi cầm bịch mà tung. Vi cầm bịch mà tung Vi lúc Vi Linh đây. Đó, sợ mà. Ăn đi. Vi shopping tung. Nó. Anh đặt đói. Ok. Anh đặt đói. Không, full, full ăn nhỉ. Hôm nay lúc à? Morning. Fan mua để dưới lễ tân đi. Đọc thế nào? Không biết. Sợ mà. Cái gì? Thôi thôi thôi. Chết mất. Ê, Vi con làm việc à? Vi con làm việc. Thì lúc Linh đói. Đói đói đói. À. Chết mất. À. Ừ. Nêm, nêm không theo. Đây đúng không? Đây đi. Không theo. Ăn. Đây đi tha. Bài phút. À, xem tu Linh. Tại sao? Tại sao? Linh đói. Sợ mà. Thoát không? Ăn gì đấy? Thoát không? Nè. Nè. Đây. Ăn Doraemon à? Ừ. Ngon, phun. Ok. Ăn đi nhá. Để một tí. Ok. Ừ. Nhanh lên nha. Muộn đây. Ừ. Ngon. Ừ. Để một tí. Để một tí nha. Ok. Rồi mất. Rồi không phải cái này đặt cái này vào rồi nó. Không biết làm gì thật. Lạc vào chốn yên bình nắng mưa. Ăn đi. Terima kasih. Put put it under the recess. Mà cửa. À đây là cái mưa mọi người. Ý Vi là lại ở trong đồ ở trong phòng anh đã có đồ ăn. Từ hôm qua đến giờ cũng nhiều người, mấy các anh mới ăn xong mọi người ạ. Anh mới ăn được giấy mà. Lúc sáng là có anh đặt bởi vì Ma Tung đi ăn sáng ở dưới khách sạn. Em dậy sau á. Bèo có người make up. Make up đấy là make up của người khác mọi người ạ, chứ không phải make up của mình. Với cả là ở, em không biết là ở bên này người ta có thuê make up cho không. Thế nhưng mà ở team Việt Nam thấy chị Thảo bảo là có. Nhưng mà có nghĩa là phải đến trên đấy. Đến đấy thì mới có người ta mới make up cho mình mà đông ấy. Thì sợ kiểu không ấy. Thank you Bella. Đấy, make up của Sim phải make up của mình đâu. Sao mọi người cái gì biết vậy? Bạn này có bộ cắp, em cảm ơn chị. Sao mọi người biết đi? Nó cứ ngọt ngọt. Đôi mắt của bạn đẹp như người đúng. Vì anh chưa xong chị ạ. Em chưa xong. Anh Đạt đang make. Anh Đạt make ở đâu? Bữa nghe khui nó. Mọi người xem đâu á? Mình make up. Thank you. Anh khui đang like à mọi người? Đúng rồi, hôm trước thì em hỏi là make là 2,5 triệu à?
À khoe trên Insta. Về đánh đặt make rồi đúng không ạ? Thank you. Đúng rồi, 2,5 triệu một người á. Ăn như lợn. Ủa, người ta đã ăn được cái gì đâu mà như lợn. Chúng ta bảo này ăn như chuột này. Hồng nhiều hơn đấy mọi người. Đấy, good không? Good không? Good. Không biết. Thế mà bà là good. Của bà nó còn hỏng nặng hơn của em. Của em là nó chỉ bị một tí thôi này. Một đoạn này thôi nhưng mà của Vi là cả một cái. Vi ăn không? Vi morning Vi full ăn. Mà tung. Ăn anh đặt ăn. Tom yum. Bóng xô. Yeah, morning. Vì mình không ăn cả Phi. Đi đi, anh ăn đi. Không nhá. Chị đi sửa dây chuyền rồi nhưng mà 10 ngày mới được. Thank you anh Google. Vì everyone say book make up. Hả? Yeah, có. Vì book. Yeah. Đâu? Đi một tí. Em mà bạn Linh make up Phi cũng ở. Thua. Hôm trước em đi gội đầu mọi người ạ, xong rồi cái bà gội đầu bà ấy giật đứt cả cái dây chuyền của em luôn. Cảm ơn chị Sumo. Vì look gội đi. Alo. Hello. 이게 들어가서 가. 아들, 아들아. 에, 오케이, 오케이. 나노. 시트 가 되게. 하나 시트 꺼내면 이게네. 오케이. 하, 이해마. 해서 건디마. 요? 이해마 되나? 예, 엠씨 불 먹어. Đúng là vậy nhưng mà phải sợi nhỏ nhé, sợi to chịu ăn. Bún chả. Ừ, bún chả được. Để tăng mồm này đẹp. Cảm ơn chị ạ. Mọi người ơi nói. Tại sao Phi không make up? Yeah. Đồ son. Boy. Boy. À, cô tôi đang strong boy, strong boy. I don't understand. Indo, comment. Indo.